Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Cách ăn cơm gạo lứt muối mè. Khi múc cơm ra chén không được xới cơm đều, chỉ sắn cơm trong nồi từ trên xuống dưới để lấy đủ âm dương. Ăn bao nhiêu thì sắn bấy nhiêu ra chén, để nguyên phần cơm dương ngày mai không được xới lên. Một chén cơm trộn đều với 4 muỗng cà phê muối mè đã nghiền. Mỗi lần múc ăn là 1 muỗng cà phê cơm lứt muối mè, không được nhiều hơn để nhai nát cơm cho dễ. Phải nhai ít nhất 50 cái mới được nuốt và chỉ nuốt 1 lần, không được nuốt nhiều lần. Vì nuốt nhiều lần sẽ bị khát nước, nhai càng nhiều càng tốt. Khi ăn không được hở môi, không được nói chuyện, ăn bất cứ giờ nào không cần đúng bữa. Trước khi ngủ 2 tiếng không được ăn, dùng số lượng chén cơm nhiều ít tùy ý, nhưng không nên ăn no 1 lần, 1 chén cơm có thể ăn nhiều lần. Lợi ích của nhai kỹ giúp tiêu hóa dễ dàng và hấp thu tối đa dưỡng chất của thức ăn, giúp tăng cường tư duy và trí nhớ, làm trẻ cơ thể và tăng sức đề kháng. Thức ăn là sự sống, thức ăn là thần linh, chúng ta là thức ăn. Nhai cho nhuyễn, nhai cho nhuyễn, nhai cho thật nhuyễn, đó là sức khỏe. Nhai cho nhuyễn, nhai cho nhuyễn, nhai cho thật nhuyễn, đó là hạnh phúc. Đó là tâm niệm khi ăn của tiên sinh Osawa. Trước khi ăn phải tỏ lòng tri ân thức ăn đã hy sinh thân mạng để nuôi thân mạng chúng ta. Trong khi ăn, món ăn dương trước rồi đến món âm. Ha ha ha, 问什么的说